Em chào các anh, em tiếp tục em lên cho các bác thêm một bộ dàn mini mình nghe nhạc trong phòng diện tích khoảng 25m2 rất là hay và tích hợp rất nhiều công nghệ mới ở trong cái con máy này các bác nhé. Đây là một cái bộ dàn của Kenwood đời K, có mã là con K531. Hàng về thì hình thức còn rất là đẹp các anh nhé, cực đẹp luôn. Những con này là hàng đấu mạng đỉnh cao luôn rồi. Đây nhé, đây cái càng đây. Ở đây nó hơi ấy tí này, thì cái này về mình ấy lại keo thì cũng được, hoặc là cũng chả vấn đề gì đâu, nó hơi bị kiểu như dạng đông này, nó hơi bong keo ở chỗ này thì thôi, nó cũng chả ảnh hưởng gì đâu nhá. Đây à, em cứ nói rõ quan điểm cho nó dễ. À, loa thì góc cạnh còn rất là đẹp. À, màu đen cho những bác nào mà khoái khoái cái màu đen nhá. À, góc cạnh còn đẹp luôn. Kenwood K531, loa K531 này, cục máy K531 luôn nhé, thì là hàng đồng bộ của nó. Bộ máy K531 này thì mình có thể kết nối cổng quang TV nghe nhạc qua dây quang, kết nối điện thoại máy tính qua đường dây AV để nghe nhạc qua dây AV, và có cả kết nối Bluetooth, kết nối USB để mình nghe nhạc từ USB, từ Bluetooth ra nhé. Đây, Bluetooth thì ở đây, USB thì ở trong này. Ngoài ra có thể cắm iPod thế hệ chân to này để mình nghe nhạc nhé. Đấy. Ok, còn đây là ấy của nó này. Đấy. Con này có cả CD nhé. Cái CD này thì em test thêm cho các bác thôi, còn đâu là em thì em cũng không bao chạy CD đâu. Bác nào về dùng đến lúc nào dùng nhé. Chung là đĩa vẫn đọc, lách bài đây nhá. Đấy, đĩa đọc này. Đây tiếp theo là cái chức năng USB này. Đấy. Bộ này thì nói chung là dòng công nghệ cao, gân cao su màng giấy trắng nên là tiếng của nó cũng rất là hay. Đấy. Mình cắm USB, mình sẽ chờ một lúc để cho nó nốt bài ở trong này nhé. Nó sẽ nốt các cái bài hát ở trong đây và sau khi nốt xong nó sẽ hiển thị các bài hát. Đó. Đấy. Và nó sẽ tự play luôn nhá. Đây next bài này. Đấy. Được chưa? USB chạy nhá. Đó. Còn iPod ở đây, cái chân này em không có cái đầu thử, em không thử được, các bác về các bác tự thử nốt nhá. Bluetooth này. Đó. Bluetooth thì các anh bật Bluetooth lên thôi. Sau đó mình sẽ bắt một cái Bluetooth nó có tên là K531 này, đấy, kích vào để kết nối thôi. Thông thường thì cái lúc đầu ban đầu mình tìm nó sẽ nằm ở dưới này nhá, nó nằm ở phía dưới. Ở cái phần các thiết bị hiện có ấy, còn đây là ở trên đây nó là các thiết bị đã ghép đôi. Đây thì cái này em đã ghép đôi trước để em thử Bluetooth rồi nên là nó ở đây rồi thì em kích vào là em dùng thôi. Còn đâu là các bác về lần đầu sử dụng thì mình sẽ cần là kết nối với nó bằng cách dò và tìm cái Bluetooth có tên là K531 nhé. Đấy, Bluetooth chạy rồi đây. Cái YouTube nó nhiều, quá nhiều quảng cáo luôn. Đấy nha, đây. Đấy, Bluetooth chạy này. Đấy, còn mình muốn kết nối với cả ấy nhá, cái đường quang ở đây. Đấy, mình chuyển sang đường D-in này.
input chuyển đi in nhá. Đấy, con này là giải mã 24 bit này, các bác thấy là xung nhịp của cái quang nó có thể lên tới 44.1 kHz này, rất là lớn. Đấy. Đấy, cổng quang có chạy các bác nhé. Đấy, các bác nghe tiếng bát rồi anh ạ. Rất là phê luôn. Xa nhau đã cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi. Thôi đấy, đường quang này có điện thoại, mình ấn input chuyển sang đường có tên AUX nhé. Đấy. Này. Con này là nó chạy full tất cả các chức năng nhá, CD, cổng quang, cổng điện thoại, USB và Bluetooth đều chạy ok hết. Thì anh Đào đang có nhu cầu mua con dàn này alo em. Số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581. Bộ này thì giá của nó hiện tại là 4.600.000. Anh nào đang có nhu cầu mua alo em nhé. Em xin chào các anh và xin gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo của bọn em.